7 sai lầm về chế độ dinh dưỡng các mẹ hay mắc phải. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhiều thói quen khi chế biến đồ ăn hàng ngày của các mẹ đôi khi làm mất đi lượng dinh dưỡng lớn trong thực phẩm. 1. Cho mắm muối vào đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi. Đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì không nên cho mắm muối vào thức ăn, vì chức năng thận của trẻ còn rất non yếu, chỉ đào thải được 1 gram muối trên ngày. Các mẹ khi cho con ăn bột, kể cả nấu với thịt, cá, tôm cũng không cần cho muối và cũng không nên cho thêm đường vào bữa ăn dặm, vì ăn nhiều đường có thể dẫn tới béo phì. 2. Ăn nhiều cháo móng giò để tiết sữa. Tâm lý người nhà thường ép các mẹ sau sinh ăn thật nhiều đồ ăn như móng giò, các loại cháo, cơm có nhiều tinh bột để tiết sữa cho con. Nhưng thực chất, lượng sữa tiết ra nhiều hay ít không phải hoàn toàn phụ thuộc vào ăn nhiều, mà quan trọng nhất là bạn phải cho con bú thường xuyên và bú đúng cách, ngủ đúng giấc, tinh thần thoải mái. Cơ chế tiết sữa phụ thuộc nhiều vào yếu tố thần kinh, sẽ kích thích vào các đầu dây thần kinh ở núm vú, tạo thành luồng thần kinh ra thùy sau của tuyến yên, tiết ra hai nội tiết tố là prolactin và oxytocin. Prolactin kích thích tuyến sữa sản xuất ra sữa, còn oxytocin kích thích cơ trơn của tuyến vú bài tiết ra sữa. Vì vậy, nếu không cho con bú hoặc dùng các dụng cụ hút sữa thì dù có ăn nhiều cũng không thể có sữa. Nếu các mẹ đã mập sẵn thì không nên ăn quá nhiều, nhất là những thức ăn có nguồn gốc tinh bột. Nên ăn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như sữa không đường, hoa quả không ngọt, nhiều rau xanh, và cần thiết có thể bổ sung các thực phẩm chức năng cung cấp các vi chất dinh dưỡng thì chất lượng sữa của bạn sẽ rất tốt. Chỉ lưu ý là cần bổ sung nhiều nước và ăn các thức ăn nhiều nước như cháo, súp, sữa. 3. Sự thật về dứa và dưa hấu. Gần đây nhiều người lầm tưởng rằng dứa mát còn dưa hấu nóng. Vì vậy các mẹ, nhất là đang mang bầu, do thích ăn dứa nên ăn với lượng nhiều sẽ không tốt. Tất cả các loại hoa quả đều tốt cho sức khỏe, không có loại hoa quả nào là gây nóng nếu ăn lượng vừa phải. Nếu ăn nhiều dứa có thể dẫn tới nóng và nhiệt miệng. Riêng dưa hấu thì không hề gây nhiệt mà còn rất tốt cho sức khỏe. Dưa hấu chứa rất nhiều nước, đầy đủ các vitamin và khoáng chất, và cũng không lo bị tăng cân như các loại hoa quả ngọt khác. 4. Lầm tưởng thịt tôm nhiều canxi. Nhiều người lầm tưởng rằng cứ ăn tôm là yên tâm có nhiều canxi, và đa phần mọi người thường bóc hết vỏ tôm, chỉ ăn phần thịt tôm. Nhưng thực chất, lượng canxi chủ yếu trong vỏ tôm, còn phần thịt tôm chỉ cung cấp đạm là chính. Trẻ nhỏ cũng cần bổ sung chất đạm tùy theo từng độ tuổi. Nếu cho trẻ ăn quá nhiều đạm cũng không tốt, có thể dẫn tới rối loạn tiêu hóa, đi ngoài, táo bón hoặc thừa cân, béo phì. Nếu muốn cung cấp canxi cho cơ thể, bạn có thể chọn các loại tôm nhỏ để ăn được cả vỏ. 5. Uống sữa, không ăn kèm đồ ăn vào buổi sáng. Buổi sáng, một số em nhỏ vì ngại ăn nên chỉ có thói quen uống một ly sữa và không ăn gì hết. Đây là nguyên nhân tại sao các em cảm thấy nhanh đói, vì nếu chỉ uống sữa không thì sữa sẽ không được lưu lại lâu trong dạ dày, dẫn tới việc hấp thu chất đạm trong sữa không được tốt. Buổi sáng, trước khi uống sữa, nên ăn một lượng tinh bột nhỏ như một bát cháo nhỏ hoặc súp, hoặc lát bánh mì, hoặc các loại bánh quy là tốt nhất. 6. Dã đông sữa chua cho trẻ trong lò vi sóng. Sữa tươi có thể cho vào lò vi sóng để dã đông, tức là làm bớt lạnh đi. Còn riêng sữa chua thì không nên cho vào lò vi sóng. Nếu chẳng may bạn để quá tay, nhiệt độ trên 60 độ, các vi khuẩn có lợi trong sữa chua có thể bị chết. Khi đó, ăn sữa chua không còn tác dụng nữa. Cách tốt nhất để dã đông sữa chua là để ra môi trường thường 10 đến 15 phút hoặc ngâm vào nước ấm khoảng 50 độ. 7. Ăn đồ nướng, đồ kho cháy xém. Đồ nướng, đồ kho, nhất là khi có mỡ bị cháy xém, sẽ có mùi thơm hấp dẫn. Tuy nhiên, mùi thơm đó là các hợp chất carbon vòng thơm có thể gây ung thư. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều đồ nướng, tốt nhất một tháng không nên ăn quá 1 đến 2 lần.